Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa thống nhất phê duyệt chủ trương đầu tư mới 3 dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh. Các dự án gồm dự án đường trục chính cụm công nghiệp Phú Thịnh, huyện Yên Bình với tổng mức đầu tư là 173 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Dự án nâng cấp mở rộng trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái với tổng mức đầu tư dự kiến là 90 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Dự án trung tâm huấn luyện dự bị động viên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư dự kiến là 75 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Các dự án được phê duyệt đầu tư kỳ này là những dự án cấp thiết, có vai trò quan trọng trong phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo an sinh xã hội.